tại sao cô cứ làm những cái việc tào lao không đấy? Tại sao cô cứ làm hết cả những việc của người khác làm gì cả? Cô để tôi xé cơ cho cô nhé. Này, đơn giản không? Dán lại, rồi cuộn lại một vòng. Đấy, cô như thế thôi. Này, cô thay cái ơ gâu mới đi. Tôi không bao giờ thấy một cái người nào mà có mỗi cái việc xé cái ơ gâu, dán lại mà cũng không làm được. Này, cô thấy đơn giản không? Bóc qua nhá. Bây giờ dán cái mới, đưa cái mới đây.